Ngày 11 tháng 2 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trong nước theo chu kỳ 10 ngày một lần của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Giá xăng dầu được dự báo sẽ tăng mạnh khoảng 1.000 đồng một lít. Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 7 tháng 2, bình quân xăng RON 92 có giá 101,8 đô la Mỹ một thùng, giá xăng RON 95 ở mức 104,13 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu cũng có xu hướng tăng mạnh. Theo ghi nhận trên Oil Price, vào lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 2, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ ở mức 89,71 đô la Mỹ một thùng, tiến sát mốc 90 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô Brent thì lại ở mức 91,57 đô la Mỹ một thùng. Trung tâm thông tin quản lý thông tin năng lượng của Mỹ thì cũng dự báo là cái mức tăng giá năm 2022 của xăng dầu có thể dự báo ở mức là đến khoảng 11% so với cái dự báo trước đó của họ, thì cũng cho thấy là cái áp lực đối với giá cả năm nay rất cao. Do giá xăng dầu thế giới những ngày qua có xu hướng tăng, nên giá xăng dầu trong nước ở phiên điều chỉnh ngày 11 tháng 2 được dự báo sẽ tăng theo giá xăng dầu thế giới. Giá xăng trong nước có thể tăng từ 1.100 đến 1.300 đồng một lít. Giá bán đối với mặt hàng dầu cũng sẽ tăng từ 900 đến 1.000 đồng một lít.